nhắc đến văn hóa Nhật Bản, tôi chắc rằng nhiều người sẽ nghĩ ngay đến trà đạo, hoa đạo, thư đạo. Hình ảnh núi Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ trắng xóa, hay những cây hoa anh đào mỏng manh e ấp trong gió xuân. Tôi cũng được biết đến hình ảnh những người võ sĩ samurai đầy khí tiết, tượng trưng cho vẻ đẹp cứng cỏi của người đàn ông Nhật Bản, trung thành, đầy can đảm, danh dự. Nhưng thật sự ấn tượng trong tôi là hình ảnh những nàng geisha duyên dáng bí ẩn của đất nước chuẩn mực truyền thống Nhật Bản. Xuất hiện cách đây khoảng hơn 300 năm, tồn tại cùng với những thăng trầm lịch sử Nhật Bản, với sự huấn luyện trong hà khắc, sự cầu toàn trong nghệ thuật biểu diễn, với sự tạo hình phức tạp của geisha và tạo nên những nghệ nhân hội tụ nhiều kỹ năng tuyệt đỉnh. Từ chơi đàn, ngâm thơ, hát hò, nhảy múa, đến hầu bàn, am hiểu nghệ thuật, thấu hiểu lòng người. Geisha, hình tượng những người nghệ sĩ thực thụ xứ hoa anh đào. Hiện nay, hình ảnh những nàng geisha mặt trắng sứ, môi đỏ thắm duyên dáng trong trang phục kimono truyền thống chỉ còn được bảo tồn nhiều nhất ở khu phố Gion, Kyoto. Đó cũng là lý do tôi chọn phố cổ Hội An để thực hiện những shot phim này, bởi nó ẩn chứa đâu đó dáng dấp của Kyoto, cố đô của đất nước mặt trời mọc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Arigato gozaimashita.